Kênh chào đầu mối Mong xin kính chào quý khách hàng, quý vị khán giả. Kính chúc quý khách hàng, quý vị khán giả có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Video này mình cập nhật giá rau củ quả trong khu vực của M23 nha quý vị. Bây giờ là 4 giờ 10 phút chiều ngày 28 Tết quý vị. Đây có chiếc tổng đi vô đây bán luôn. Chào. Thì giá khổ quà quý vị. Trái khổ quà hiện tại bây giờ á thì rất là nhiều người quan tâm, thì mình xin chia sẻ cái giá khổ quà tại chợ Hàng Bông lúc bây giờ nha quý vị. Thì khổ quà đẹp á, khổ quà đẹp mà nhất cả nhà là 15.000 đồng một ký, đẹp á, đẹp nhất á. Còn á, khổ quà hiện tại trong chợ này 5.000 đồng một ký cũng có. Thì theo như chủ vựa chia sẻ đó là đẹp nhất nha quý vị, đẹp nhất có giá được 15 nha. Thì mặt hàng hiện tại bây giờ là rất là hút. Đây chú quý vị thấy không? Xe nè, người ta kéo toàn bộ khổ qua không á, toàn bộ khổ qua không nha quý vị. Kẹt luôn. Thì cũng còn rất là nhiều cái loại hoa màu khác là nha quý vị, nhưng mà vì chú dựa đang mắc bệnh bán hàng, thành ra là mình chưa có thể chia sẻ giá được để quý khán giả cứ bình tâm với em quý vị, chờ em chút xíu. Dưa leo như bạn dưa leo tới 22 nữa. Ồ, dưa leo 22 ngày nha quý vị, tranh thủ vậy đó, chúng ta cũng mắc bán hàng nữa chứ không phải là bảo đảm vô đây là mình sẽ hỏi hết. Người ta bận quá đâu dám hỏi. Mình bò qua bên đây đi, mình mò qua bên đây mình cũng quen, bên đây bán cái kiểu vắng hơn. Quá sức. Ủa qua nghe cái gì? Quá đẹp. Thì giá lúc bây giờ thôi nha quý vị, chứ còn mặt hàng nông sản của tại chợ Đồng Mối ngon á là nó lên xuống từ đây cho tới sáng ngày mai luôn nha quý vị. Chứ không phải là nói đó giá đó là tới sáng mai thì không phải, chút xíu nữa nhiều khi nó lên 20.000 đúng trận nữa. Nó diễn biến vậy á thì mình cập nhật lúc mấy giờ mình chia sẻ, mình nói luôn lúc mấy giờ luôn nha quý vị. Nhưng tình hình này thì giá khổ quà lên nha quý vị. Bên đây chị này chị bán cũng ngày 23 quý vị. Bán ớt rất là nhiều luôn. Ớt này đang nguyên ký rồi chị. 25 ngàn, bán có bán 1 ký không? Bán thôi 1 ký thôi. Tiếc mà. Ớt Ba Tri, đó mình mua 1 ký vậy đem về ăn Tết. Tết nay tôi được 1 ký ớt đó. Mua món khác thêm nha. Dạ. Bữa nay sớm chứ, bữa nay mới 4 giờ 15 à.
bán bớt rồi đó hả? Đồ đầy đầy. Ừ, chạy đi chút nữa anh tự. Để hả, tôi bữa nay bởi vì bữa nay tôi đón tôi ra sớm rồi mà còn chạy hả? Thường thường là 5 giờ, gần 5 giờ anh mới ra. 10 giờ đồ đầy hết hả? Mai ra 10 giờ. Thế hả? Ngày mai ta bán canh thủ cơ 7 giờ chiều mai là cho ông mong dẹp. Rồi sao mai ta dốc này rồi. Rồi cảm ơn bà chủ. Ai có mua ớt thì lại ủng hộ em nha quý vị. Đây ớt Y5 đây bà chủ Y5. Ngày mai tranh thủ ra. Đây Kim chỗ chia sẻ hình ảnh chỗ bà chủ Y5. Ớt hiểm em bán là 35.000 là nha quý vị. Ớt ngon, ớt này là bao ra ngon luôn thiệt. Ớt miền Tây 35. À, chanh không hạt là em đang bán nhiêu? 31. Chanh không hạt là 31.000 đồng ký cái gì? Có một loại màu giá hả? Loại dây vàng thì 30. À dây vàng thì 30, 31 ngàn cái gì? Còn đây Đà Lạt ở đây đâu có hả? Đây Đà Lạt nhiêu? Loại nhất 26. Loại nhất 26. Loại giá nhiêu nữa? 26, 20, 22. À 26, 20, 22 là chỗ dựa Y5 của em này bán nha cái gì? Rồi tắt là nhiêu? Tắt cảm ơn. Tắt thì 20.000 đồng ký cho tới 25.000 đồng ký nha quý vị. Tắt á, cái tắt là này nè quý vị. Đó tắt nè, chỗ Y5 bán nha quý vị. Đâu que nè bán nhiêu ký à? Wow, đầu que 40.000 ký. 45 tới 45 ký. Đậu que 40 tới 45 ngàn đồng ký nha quý vị. Thôi chúc mừng. Dù sao ngày cuối này lên giá vậy đi. Đậu que 40 tới 45 ngàn đồng một ký tại ở trong chợ Hàng Bông bán á quý vị. Thôi vậy cũng mừng cho bà con nha quý vị. Có phải giá vậy, đồng ý mình mua ăn thì mắc, nhưng mà nhiều khi mình thiếu mình mua mình đang lo không có tiền á thì nó mới đúng cái tết quý vị. Tết gì đâu mà có 50.000 ký chuẩn bị tết nghe nó không có vui, không có đã. Cái cà bắp này em bán nhiêu ký ạ? Cà bắp nhiêu à? Qua cà bắp 25.000 ký nha quý vị. Thôi chúc mừng đi, cà bắp 25.000. Bên kia giờ rối luôn. Họ bán rần nghe lại thông tin đó là bán từ lúc từ lúc rần từ lúc 10 giờ tới giờ quý vị. Thành ra mình tới đây á là mình nghĩ là 4 giờ mình tới mà giờ là 4 giờ tới trễ rồi. Không biết được, chưa có kinh nghiệm, nhưng mà mình cũng để tâm tới nha quý vị. Hổ qua không có chín nữa, đâu phải là hổ qua là phải chín. Nói với em sáng hổ qua là phải chín đúng mới là hổ qua, còn hổ qua không chín là không phải hổ qua. Ba đậu que 40-45 ngàn đồng ký. Hôm qua ha, cái kiểu hôm qua mà còn ế là ngày hôm qua mới 5.000, còn hôm qua là hiện tại giờ đang giá 15.000, đang bán ra được giá 15.000 rồi á. Thấy họ kéo mầm kiểu này đó còn lên nữa. Lại hỏi ship tổng coi bầu này riêng mà ship tổng. Bà chị bà ăn đang cơm đâu có hỏi. Đâu giá chứ.
À, bầu đẹp vậy là 10.000, bầu đẹp 10.000 quý vị, bầu xấu 6.000. Chữ ác không? Ổng bán à. À rồi, đâu có quay anh đâu rồi sợ. Đâu có quay ổng. Ổng ra ổng phụ vợ anh là ảnh tại quay phim. Có tay anh bạn này thiệt. Bầu này nè. Bầu này là 6.000 nha quý vị. 6.000, bầu của bên kia là 10.000, đầu đây là 6.000. Cái giá trong này nè là mình làm video, mình hỏi chủ dựa nói giá chỉ mặt đặt tên rõ ràng, mắt thấy tay sờ đụng luôn cái gì là mình mới nói chuyện cái giá, mới thông tin lên đến quý khách hàng, quý khán giả. Nếu mình không có tự đặt nha quý vị, không có tự, không dám, cái điều đó mình không dám. Chẳng thà mình mang tiếng là kéo dài video chứ không có cái món mà vô đây ấy mà. Đó chỉ đang cơm là sao dám hỏi cái gì, để cho người ta ăn ta ha. À, ta lao lụng vất vả rồi, giờ này 4-5 giờ chiều ta cầm ta ăn nghe, mình đè đi mình hỏi vô duyên phải không cái gì. Còn bà chủ thì điện thoại tới điện thoại lui, khách hàng của người ta tùm lum ha, mình cũng không dám hỏi. Ai rảnh rảnh quen quen thì hỏi anh bạn, anh không biết giá luôn rồi sao hỏi tiếp, khổ thế chứ. Thì cũng không còn gì, cái gì bí đao nè, mình muốn đang hỏi bí đao nè, đang hỏi khổ quá hận nè, rồi bông cải cho bà con, những bà con trồng bông cải, rồi quý anh chị em trồng không qua rừng cũng đang cũng muốn giá, biết giá dữ lắm này nè, nhưng mà giờ chưa hỏi được. Đợi có quảng cáo cho mình đem cái gì đây, đây là chỉ không ạ, chỉ bí này nhiêu à, bí xanh 10.000, có loại giá hả? Khổ qua rừng như mà. Ồ, khổ qua rừng 20.000 quý vị. Khổ qua rừng 20.000 đồng ký. Khổ qua rừng 10.000, bí xanh 10.000. Ủa bí xanh này rẻ ha. Bí xanh này rẻ. Thế là thôi chia buồn với bà con trồng bí xanh này xuống giá còn 10.000 à. Đó. Đây là khổ qua non nè các chị, khổ qua non nhiêu ạ? Khổ qua non 18.000 quý vị. Bông cải nhiêu ạ chị? Qua wow, bông cải 4.000-5.000 ký nha quý vị. Còn khổ qua rừng 18.000, đó là giá tại vựa này thực tế đang bán ra nha quý vị. Khổ qua rừng, khổ qua non 18.000 hết rồi quý vị. Khổ que thì 40-45.000. Mình hỏi rồi mình công bố lên luôn rồi, quý anh chị em đang trồng món nào thì tập trung nghe cái giá món đó giùm em nha quý vị. Hỏi lời em cũng bó tay chấm cơm luôn, em nhớ chết liền luôn. Quay có đây là bạn hàng quý vị, bạn hàng mua là gì đó quý vị, họ vô họ lựa. Vô lựa. Kiệt, đi ra cho anh Kiệt nó kéo. Nhẹ re mà nhiêu đây thấm chứ chứ Kiệt. À, đây còn nữa. Ồ, một xe nè, cái này là hàng mới về nè. Cái hàng mới nhập vô nha quý vị. Ồ, hàng mới nhập vô nè. Cái tin lúc này làm video nhiều quá, 7 tiếng luôn quý vị, hình luôn là 7 tiếng luôn. Rồi hết cái tình hình
còn bầu đâu quý vị. À, bầu nãy có rồi, bầu nãy hỏi ông chủ rồi. À, 10.000 6.000 bầu. Còn gì nữa không? À, đâu quý vị hỏi rồi. Bông cải rồi, bầu rồi. À, chanh ớt bên em này cũng hỏi rồi. À, đậu rồng. À, đậu rồng nhiêu ký rồi em? À, đậu rồng có 10.000 ký nha quý vị, đậu rồng nè. 10.000 ký à, đậu rồng dễ rẻ. Rồi video của mình kết thúc nha quý vị. Ở đây giờ chật chội quá, mình đứng mình cũng ngại. Nếu như khách hàng quý vị khán giả thấy video này có ích bỉ nghĩa thì xin hãy nhấn đăng ký kênh để kênh được phát triển và nhớ bấm vào cái chuông để nhận được thông báo khi kênh có video mới nhất. Xin cảm ơn quý khách hàng, quý khán giả đã xem video này. Chào tạm biệt quý khách hàng, quý khán giả. Hẹn gặp lại quý khách hàng, quý khán giả ở video tiếp theo. Bye bye.